nhảy á. Mẹ mày với ai? Trời ơi chết rồi. Con tay nó xước vô tới xương luôn. Em chào. Em chào các chị yêu. Mẫu đồ bộ nha mấy chị gái ơi, rất là xinh nè. Bao xinh bao xịn luôn. Có thấy được em không? Có thấy được em cho em xin cái bình luận đi các chị yêu. Xin bình luận đi các chị. Xin các bình luận. Các chị em. Có thấy được em không các chị yêu ơi? Cho em xin bình luận đi các chị. Mẫu mới nha. Đồ bộ mẫu mới nha. Bao xịn bao đẹp luôn. Nó xước đau quá luôn Su ơi. Cứu mẹ đi Su ơi. Để nó cắn rớt luôn. Hello, hello Ngọc Hân. À tặng nha các chị. Size 60 kg nha. 10k. 60 kg nha mấy chị, 10.000 nha. 10.000 quần lửng ống rộng giùm em. 75.000 bán 10.000 nha. 75.000 bán 10.000 luôn. Quần ống rộng màu xanh 10.000. Dạ em chào chị Văn Tí. 10.000 mấy chị gái ơi. Có thấy được em không? Thấy được em cho em xin cái bình luận đi các chị. Một cái bình luận thôi, không cần nhiều đâu ha. Đây 10.000. Đúng ra tối mới bán mấy chị, nhưng mà không làm cái gì hết trơn, buồn quá. Cái nhà không có chuyện làm, buồn quá. 10.000. 10.000 giúp chị. 10.000 size 60kg mặc vừa đẹp. 60-65kg nha bà con dòng họ của em. Thấy được em thì tỉnh táo giùm em chứ. Đừng buồn ngủ nữa. Buồn ngủ nữa là em không có bằng ăn gì được hết nha. 65kg nha. Đẹp quá trời ơi. 65kg giùm em. 65kg mặc vừa. Chị em ơi chia sẻ mới bán 10.000. Chia sẻ mới bán 10.000. 65kg mặc vừa đẹp nha. Màu nâu quần dài. Màu nâu nha. Đẹp xịn quá trời luôn mấy chị. 160.000. Bán cho mấy chị 80.000. Bán giá tương tác 80 màu nâu. 65kg nha. Đẹp lắm. Có thấy được em không? Cho em bình luận đi. 10.000 mấy chị gái ơi, quẹo lựa quẹo lượm. Dạ, chị em ơi có chia sẻ mình lên hàng. Có chia sẻ là mình lên ngay và luôn giùm em nha. Có chia sẻ là mình lên luôn. Dạ, chị muốn mua 70kg thì có hàng 70kg, bên em có nhiều lắm. Đồ em đang mặc có 70kg nè. Rồi đẹp lắm luôn mấy chị gái ơi. Số 1 nha, 50kg giùm em luôn. 50kg giùm em luôn nha. Bán đầu like giá tương tác cho mấy chị. 50kg luôn. 50.000. 50.000 50kg nha. Cái bộ này mặc hơi bị xinh đó. 50kg 50.000 luôn. Có thấy được em cho em bình luận đi mấy chị gái ơi. Để mất công em nhún nhảy nhạc không à. 50.000 màu đỏ nha, 50.000 màu đỏ. Có thấy được em thì chốt hàng đi mấy chị. 50kg nè. Hello chị Mai. 50kg mặc vừa. 120 bán 50.000. Còn cái này là size 60-65kg mặc vừa ha. 75.000 em bán 10.000 ha. Bán 10.000. Giờ này giờ người ta đang cơm hết rồi. Alo Thanh Dương á hả? Thi gọi chưa Thi?
Thanh Dương không nghe máy bên em. Có gì giao ca sau đi anh ơi. Dạ dạ dạ. Chị Hương ơi, em chốt cho khách tương tác chị gái ơi. Có chia sẻ nha. Có chia sẻ mới bán chị gái nha. Rồi đẹp quá trời mấy chị. 10.000 giùm em. 75.000 em bán có 10.000 thôi. 60-65kg quần lửng nha. Có chia sẻ mới bán. Dạ em mặc là đang mặc là đồ bộ. Đồ bộ giùm em. Size từ 50kg đến 70kg và 80kg luôn. 10.000 giùm em. 10.000 nha các chị. 10.000 bộ màu xanh. 75.000 em bán 10.000. 10.000. Chia sẻ đi mọi người ơi, mọi người. Cái này là 50kg giùm em nè. 50kg nha. Cái này là 120, bán 50.000. Ok chị Hương Nguyên. Cái này là không đẹp là không lấy tiền, mặc vô cái form nó mới đẹp. Chứ còn dơ dơ như vậy là thật sự không đẹp. Đơn bên em là 150 trở lên là em chốt hàng. Không đẹp là không lấy tiền nha. Rồi cái này đẹp quá trời mấy chị. 50kg mặt vừa beo nha, 160.000. Chị gái nào chốt tương tác giá 100.000. 50kg beo giùm em. Beo này là beo hàng xịn giùm em luôn ha. 50kg, 40-50kg màu rêu. Chị Hương có chốt cái này nữa là đủ đơn luôn nè. 100.000 là em bán giá tương tác chứ không phải là giá hàng 100.000 đâu nha các chị. 160.000. 160.000 em chỉ bán cho mấy chị là giá 100.000, giá tương tác nha. Chốt thì bình luận giùm em. Bao đẹp bao xịn cho các chị luôn. Ủa, cái này thì tối qua em bán sạch trơn rồi, bạn dỡ đâu ra vậy chợ. Màu tím nha, 160.000 em bán giá 110.000, giá tương tác chia sẻ cho em mới chốt nha. Màu tím, cái cổ này là bao xịn, 160.000. Ok chị Hương, đây là 160 bán 110.000. Chị Hương ơi, chị nào mua rồi khỏi cho xuống hội nữa mất công mấy chị ha. 50kg beo, em còn beo vàng, chị gái nào chốt beo vàng để beo vàng. Chị nào chốt beo vàng thì để beo vàng nha. 150 trở lên là em đi đơn á. Chị Ngọc Hân ok tím. Rồi em còn beo vàng nè, chị gái nào chốt beo vàng 100.000 là giá chia sẻ nha. Chị gái nào mình có chia sẻ thì mình chốt giùm em. Beo vàng 50kg mặc vừa. Beo này mặc vô cưng lắm nha, mấy ngày em mặc rất là đẹp. Tắt cái lạnh đi. Bộ em đang mặc là 200 nha, em đang sale là 170. Ngọc Hân ok. Chị Liên Sĩ có chốt bộ em đang mặc bình luận giùm em. Giá 170, có chia sẻ mới bán giá 170. Ok Ngọc Hân. Em đang bán giá chia sẻ mà mấy chị không chốt là mấy chị uổng gắng chịu. Rồi bộ đỏ giùm em nha, 65kg. À xin lỗi, 70kg giùm em. 160 bán 110 là có giá chia sẻ nha các chị. Có giá chia sẻ giùm em gái nghe. Đẹp quá trời luôn mấy cục vàng ơi. Màu đỏ giùm em nha. Bán giá chi ân cho mấy chị là giá, nói chung là giá cùi bắp luôn á. Chị gái nào chốt bình luận cho em. Rồi cái này là bộ này là 50kg mặc vừa. Cái quần là màu đen, một cái quần không là 100.000 nhớ chị ha. Một cái áo nữa, nói chung là một bộ là 150 á. Em bán 50.000, chị gái nào chốt bình luận 50.000 giùm em nha. Áo này, bộ này mình mặc ở nhà sướng lắm. Rất đẹp. Sức kem xong rồi mặc 40kg bên em nhóc. Rồi 50.000 nha, cái này là 150. Một cái quần không là mấy chị 100.000 nha, tại quần xịn lắm. 150 em xả luôn 50.000. Quần màu đen áo màu nâu. 40kg bên em nhiều lắm luôn. Bộ màu đỏ chị gái nào chốt bình luận. Rồi cái này là beo giùm em ha, 160.000, em xả luôn 101 thôi. Beo này là beo cực đỉnh luôn nha các chị ha. Em bán đầu like lấy tương tác á, nên là mấy chị có tương tác với em là mấy chị mua được rẻ lắm nha. Giá rẻ bèo. Beo giùm em 70kg luôn, beo xanh.
chỉ cần một lượt chia sẻ là mình chốt hàng thôi. Beo xanh giùm em nha, hàng xịn sò. Màu đỏ giùm em, 160 em bán có 101 nè. Có thấy được em thì bình luận giùm em một cái. Các chị yêu ơi, chị Liên Sĩ chốt mà không có giá là em không chốt nha. Rồi nè, đẹp quá trời luôn, không có xứng hậu luôn, em cũng không bán cho chị được đâu ha. Rồi chị gái nào chốt bình luận giùm em màu đỏ. Chỉ cần thấy được em cho em xin một cái bình luận là được. Mấy chị gái yêu đẹp ơi, đây nè, 70kg nha, 160.000 bán 101, lấy tương tác nha. Màu beo giá sỉ là 130, 135 đó các chị, bán 160 nha, đang xả 101 luôn, beo. Chị Ngọc Hà ơi, cái này là 70kg, còn nãy là 50kg nha chị gái đẹp. Cái này là 70kg nha, hồi nãy 50kg nha chị gái. Mua để ý ký giùm em nha các chị, để mà không vừa rồi nha, mất công mấy chị ha. Chị gái nào chốt bình luận giùm em. Rồi xanh giùm em nha mấy chị, 160.000 bán 101, lấy tương tác. Chị gái nào mua 150 cho đôi game đi đơn, 70kg màu xanh 110.000, 70kg màu đỏ 110.000. Chị gái nào mua hồi tối nó mắc hơn bây giờ, tại bây giờ là em bán đầu like, lúc nào giá cũng rẻ nha. 70kg giùm em. Đẹp quá luôn mấy chị gái ơi, đẹp xuất sắc luôn nha, đẹp xuất sắc luôn. Beo xanh em hết rồi, em đang có là màu à. Chị Ngọc Hà ơi, nãy là của chị 50kg với 70kg á, chị có chốt không chốt thì xả nha. Chứ em nói em rác cổ họng luôn mà sao chị hỏi vậy chị. Em nói chị không nghe được gì luôn hả? Mới đầu like để cho em bán nha mấy chị. Mua để cho nó đúng cho nó giùm em ha. 50kg đi chốt 60kg, 70kg mua chốt 60kg cho chị. Rồi em cơ, ok chị Vinh Trầm bổ xanh nha. Ngọc Hà em xả nè. Ok chị Vinh Trầm nha, chị Vinh Trầm chốt cái gì nữa thì ủng hộ đi chị, 150 cho lên em chốt nha chị. Bán giá là bán giá chia sẻ, bán giá chi ân nha. Dạ 75kg em có chị, 70-75kg mặc vừa màu xanh với màu đỏ nè, 160.000. Mẫu em đang mặc có 80kg trở lại luôn hen. Đẹp quá mấy chị gái ơi, đẹp xuất sắc nha. 70-75kg đỏ giùm em nè, 70-75kg đỏ giùm em, 160.000 bán giá 101 giá tương tác nha. Màu xanh giùm em, 70-75kg mặc vừa màu xanh, xả 101 giá tương tác. Chị gái nào có tương tác có chia sẻ mới chốt nha, còn không thì đừng chốt. Rồi chị gái nào beo nè, chị của chị Ngọc Hà xả ra, chị nào chốt bình luận nha. Cái này là size 50kg beo, 160 em bán 100. Đây nha, chị gái nào chốt bình luận 50kg giùm em, 160.000, size nhỏ em bán con trăm nha, beo. Chị gái nào chốt bình luận, beo này là beo cao cấp nha mấy chị. Beo 100 chốt bình luận giùm em. Rồi 50kg nha, 50kg em xả luôn. Chị Mỹ Duyên ơi, chốt giùm em 150 cho lên, bên em mới chốt hàng nha. Rồi cái sọc này đẹp lắm, chị gái nào chốt bình luận 50kg nha, 140 em bán cho mấy chị là 70 sọc nha, 50kg giùm em sọc. Bên em là đi đơn 150 cho lên, nên là chị nào mua được một bộ giá rẻ thì mình mua kèm đơn giùm em ha. 160 em bán giá đầu like là 100. Ok chị Vinh Trầm bình luận giúp cho em là 170 đi chị, 200 em sale 170, bình luận giá giúp em chốt đó chị. Một trăm rưỡi chưa lên em mới đi đơn nha. Chị Ngọc Hà nãy cái bộ đồ của chị nè,
Chị gái nào chốt đơn bình luận giùm em giá tiền nha. Chốt bình luận giùm em 150 chưa lên em sẽ chốt. Cái này là đẹp lắm. 50 kg mặc vừa. Chị Vinh Trần chốt thì bình luận giùm em bộ đen 150 nha. Bộ đen 150. Chốt vậy em mới chốt được. Cái này là đẹp lắm. Mặc cho bao sang nha mấy chị, 50 kg mặc đẹp lắm, vải là ok dữ lắm luôn ha. 50 kg mặc vừa em bán cho mấy chị giá rẻ lắm, bán đầu like tương tác cho mấy chị. Chốt thì bình luận nha, sọc giùm em. Chị Vinh có chốt bộ em đang mặc thì bình luận tiền giá tiền giùm em, giá đang sale là 170.000. Rồi màu nâu 65 kg mặc vừa nha các chị, 65 kg mặc vừa giùm em nè. 160.000 em sale cho mấy chị là giá 101 luôn. Nói chung là còn có bộ xả cho nó hết hàng á. Chị gái nào chốt thì mình bình luận nhanh tay giùm em ha. Giá rẻ lắm. 110.000 cái kiểu này đẹp lắm. Chị Vinh có chốt bình luận giá chị. Chốt hàng không có chốt giá em không có chốt được đâu nha. Chị gái nào chốt bình luận màu nâu. Màu nâu bao sang bao xịn luôn giùm em luôn. 110.000. Đồ em đang mặc là đồ bộ nha mấy chị. 200 đang sale 170. Đây 65 kg mặc vừa 160.000 nha. Em chỉ bán cho mấy chị giá tương tác 101 thôi. Chốt hàng là có giá chia sẻ mới có giá này nha, không chia sẻ mua giùm em 160 giùm em. Rồi đẹp quá nè. 70-75 kg màu đỏ giùm em nha. 70-75 kg giùm em luôn. 160.000 em bán giá 101 màu đỏ. Chị Nguyên ơi, chị có mua gì thêm không? Tại vì bên em là đơn là 150 chưa lên em mới chốt. Chứ còn mua mà mấy chục ngàn là em không có đi đơn được đâu ha. Chị Tuyền Nguyên có chốt nữa không? Nếu chốt nữa thì bình luận giùm em, còn không thì em gửi đây nè. Ok, xịt tinh nè. Chị Hải Trương ơi, em không dám bán cho chị đâu nha. Khách mà bơm hàng bên em không có cửa mà thích đâu nha, không thích. Loại trừ những khách đó nha. Mấy chị mà bơm hàng rồi giờ mấy chị chui với lỗ người ta cũng biết nữa. Nên là đừng chốt nữa nha. Rồi 65 kg nè, ngoại chốt này luôn đi ngoại để đủ đơn nè. Màu đỏ giùm em nha, 65 kg mặc vừa xả 101 à, 160 xả 101. Chị gái nào đơn 100.000 em xin xả nha, không chốt nữa, không đi đơn nha. Ok chị Mỹ Duyên đỏ. Rồi chị gái nào chốt đỏ 3, để đỏ 3 em nha, 65 kg mặc vừa đỏ 3. 150 là 160 nha, xả 101. Chị Văn Tý đỏ xanh em hết rồi chị. Bộ em đang mặc là từ 50 kg đến 80 kg mặc vừa. 50 kg, 80 kg. Giá 200 xem 170. Đây nha mấy chị, màu xanh 65 kg mặc vừa. Tiên Lý ơi, nếu như mà có gọi rồi thì đi rồi, còn chưa gọi là chưa đi nha. Mấy chị mua hàng bên em để ý dùm, nếu chưa gọi là chưa đi. Rồi màu xanh giùm em. Màu xanh nha, 160.000 mà bán có 101 à. Mà mấy chị có một lượt chia sẻ mà mấy chị cũng tiếc với em là mấy chị không có mua hàng rẻ được bên em đâu. 170 bộ đồ em đang mặc nha, 200 đang xem 170, 50-70 kg mặc vừa. Em ok chị Ngọc Hà. Ngoại ơi, cho giá giùm em đi ngoại cưng ơi. Cho giá giùm em đi ơi chị gái. Em đang xả hàng mà mấy chị không cho giá vô mấy chị gái. Em đang xả nhiều giá lắm. Chốt thì bình luận cho em giá vô. Beo này là chị gái nào mà có size 50 kg á, mặc đẹp. Em bao hàng chúng chị 160.000 nhưng mà nó vì là có 50 kg em bán chúng chị giá 100.000. Beo mặc vô là cái dáng rất là đỉnh, rất là đẹp luôn. 100.000 beo 50 kg nha. Chị
giá giúp em là 170.000, em chốt 170.000. Để giúp em đen 65kg 170.000 em chốt. Cái mẫu em mặc là hàng cao cấp với chị 221 xả 170 nha. Chị sen hồng 170.000 bình luận giá giùm em. Có giá em chốt được hàng mấy chị. Giá rẻ bèo, giá xả cho mấy chị giá rẻ bèo luôn. Rồi em ok chị sen hồng, cảm ơn chị rất nhiều. Chị gái nào chốt mẫu em đang mặc mấy chị cứ bình luận giùm em giá sale 170.000. Em có size từ mấy hàng, nói chung là đủ màu nha. Chị ghen bình luận giùm em, bình luận giùm em là màu đen đi, bộ đen giùm em đi. Beo ok chị nha, chị Phương Võ. Mấy chị ơi chốt hàng giùm em á, 150 trên lên em bên em mới đi đơn được nha các chị. 150 bên em mới đi đơn nha, chị yêu ơi. Bên em là 150 trên lên mới chốt hàng nên mấy chị bình luận giùm em, đủ 150 em đi đơn. Ok chị gái đẹp nha, chị Mỹ Duyên. Chị Mỹ Duyên ơi, đen tím nè. Đen tím nha chị. Đen tím giùm em. 80kg đổ lại luôn nha chị gái đẹp nha. 80kg đổ lại, 80kg nha. Em ok chị Mỹ Duyên. Tại vì size số 5 là mấy chị 75 đến 80kg giùm cho em. Giá sale có 170 à, chốt bình luận em. Em có nhiều màu lắm, số 5 em có nhiều màu lắm. Đẹp dữ lắm, cái mẫu em đang mặc là sang cực luôn. Chị bé hai ơi, bình luận giúp cho em màu đen đi, chị gái đẹp của em nha. Bình luận giúp em màu đen đi, mấy chị bình luận màu đen vô. Rồi cái này là màu hồng. À xin lỗi, màu cánh sen nha. 80kg giùm em. Cánh sen 80kg đủ lại em sale cho mấy chị nè. 180.000. Cánh sen giùm em nha, 80kg đổ lại giùm em luôn. Đen em mặc đố số 2 giùm em. Chị gái đẹp nha. Em ok chị bé hai nè. Em ok chị bé hai màu đen giống em mặc nha. Bên em bán hàng trung niên chị. Chị mua hàng trẻ, chị qua shop hàng trẻ mua giúp em nha chị gái đẹp. Bé hai em ok nha, cái mẫu em đang mặc cho chị rất là đỉnh luôn. Giá xả cực kỳ dễ thương. Rồi chị gái nào chốt cái này là 65kg mặc vừa nè. 230.000. Bây giờ em không có like tay ngắn, em like lộn xộn nha. Chị Lụ ơi, chị có muốn mua thì chị cho số điện thoại lại. Với lại là chị chốt cho nó rõ ràng màu đen hay cái gì bình luận vô. Chứ chốt như vậy em không hiểu chị chốt cái gì đâu. Rồi 65kg mặc vừa em xả có 190 nè. 190.000. Chị gái nào chốt cái mẫu này là 201 lần. Nhưng mà em đang xả có 170 là hàng sale đó. Nên là chị nào chốt được nhanh tay giá rẻ nha. Em đi đơn là 150 cho lên em mới chốt nha. Chị gái nào mấy chục ngàn với 100.000 là bên em không có chốt đơn. Nên là chị nào mua đủ đơn em mới chốt nha. Rồi cái này là 65kg mặc vừa, quần dài màu vàng. Bao hàng bao đẹp cho các chị luôn, bao chất cho mấy chị luôn nha. 230.000, em đang xả là 190.000 màu vàng. Chỉ cần mấy chị thấy được em, mấy chị chấm bài tương tác là nó sẽ không mất tương tác cho mấy chị mua hàng giá rẻ nha. 190.000 màu vàng, có thấy được em thì cho em cái bình luận đi mấy chị gái của em ha.
chị không mua là mấy chị ổn vậy lắm. Chị lụ mà chị mua gì phải bình luận chứ, chị viết chữ em không đọc được cái gì luôn. Rồi cái này đẹp quá trời, cánh sen số 4 nha, chị gái nó chốt 70-72kg nè. Đẹp lắm, giá sale có 180.000 à. Giá sale có 180.000 à. Dạ bên em không có hàng tay dài chị, em bán tay lỡ với tay ngắn thôi ha, không có tay dài. Rồi 70-72kg nè, 70-72kg. Rồi cái mẫu này mấy chị biết không, 220 mà em bán giá sale có 180.000 một cánh sen size 4. Chị gái nào chốt bình luận giùm em size 4 nha. Bên em chỉ có là hàng tay lỡ và tay ngắn chứ không có tay dài nha. Rồi chị gái nào chốt bình luận giùm em cánh sen, mấy chị muốn chốt gì mấy chị bình luận chứ mấy chị em ru là nó bất tương tác, không thấy được em và em cũng không thấy được mấy chị đâu ha. Mình chốt gì mình bình luận giùm em. Rồi màu cánh sen, bộ em đang mặc là xả có 170.000 à, từ size từ 50kg nha, size từ 50kg đến 70-80kg với mặt dừa. Sen hàng giá rẻ cho mấy chị mà mấy chị không bình luận luôn, không biết đường lên luôn mấy chị. Rồi 60kg mặt dừa màu nâu đất nha mấy chị, nâu đất chùm cho em, nâu đất xả 190.000. Bà con ơi cho em xin cái bình luận đi bà con, để em thấy bà con đang xem em like nha. Chị gái nào mua bộ bay 100.000 nãy mà không chốt nữa, không đi đơn ổn, ổn lắm á. 160 em bán 100 mà không đi đơn được là ổn lắm. Rồi cái này đâu đất giùm em nha, 190.000 giá sale đó mấy chị. Giùm em nha, màu nâu đất giùm cho em. Thấy được thì cho em cái bình luận để em biết em lên cho mấy chị nhiều mẫu coi ha. Chứ còn im ru em không có lên được, mấy chị không có coi được cái gì luôn đâu. Rồi màu tím giùm em, 50kg mặt vừa, 50-55kg tím nha, 50kg đi mấy chị, 50kg màu tím nè, đẹp lắm. 140 em xả cho mấy chị 70.000, 70.000 nha, màu tím quần dài 70.000, 70.000 quần dài nha, 140 xả 70. Dạ em không có ống suông, chị nào có thì em báo nha. Đẹp quá trời, 70 tím nha các chị. Rồi màu sọc nha, 50kg mặt vừa. Chị gái nào mà có 100.000 á, mua được cái giá mà giá rẻ đầu like không chốt nữa bên em là hủy đơn nha mấy chị. Đẹp quá trời, sọc cho em 50kg bao đẹp luôn, 140 nha, xả có 70.000 thôi. Chị lụ ơi, chị mua bầu đen mà chị không có cho ký và chị không cho giá, em cũng không biết chị mua gì luôn. Ví dụ như chị mua bầu đen 170 kèm ký, em mới chốt hàng để đen 70kg, 170 hoặc là bao nhiêu ký giùm em. Chứ không có ký em không biết đường chốt. Rồi cái này là sọc nha mấy chị, mặt đẹp lắm, 50-52kg mặt sẽ ok. Giá xả con 70.000 à. Đang hàng tới trăm mấy đó mấy chị, chứ không phải là giá 70 đâu mấy chị. Xả giá rẻ lắm mấy chị gái ha. Dạ hồi nãy chị Tuyết Nguyên á, Tuyền Nguyên á chốt có 50, có 70.000, em không có đi đơn á chị. Mua đủ đơn em mới chốt nha, 70.000 bên em không có chốt hàng. Nãy em hỏi chị rồi mà chị không trả lời nên không có chốt. Beo nha, beo 160.000 mà em xả có 101 thôi. Mua hai bộ chứ lên là em đi đơn. Em có beo tím và beo xanh. Beo xanh em là số 1 50kg nha. Chị gái được chốt một lần, beo xanh 50kg nè, 100.000 số 1 giùm em. Số 4 beo tím giùm em, 120.000. Đẹp lắm. Cái này là 160.000 nha. Mà còn có một bộ beo nhỏ này em bán 100.000. Chị gái nào mà vừa size chốt đi đẹp lắm. Chất vải của nó rất ok.
tiết nguyên ok nha chị. Beo tím chị bình luận vô 70kg đi. Chị Tuyết Nguyên bình luận beo tím 70kg đem chốt. Ok chị Vinh Trần nha chị. Chị Lụ ơi màu đen 60kg bình luận 170 giùm em đi. Em mới biết mẫu chị lấy chị gái ơi. Không cho giá em không cho mẫu biết mẫu nào. Chị bình luận giùm em 170 đi. Em chốt hàng cho nó đúng mẫu cho chị nha chị Lụ. 170.000 đúng mẫu thì em chốt nè chứ không nó tầm bậy nè. Đẹp lắm. Giá sale nha. Chị Lụ em ok 170 nha chị. Chị Tuyền Nguyên chị bình luận beo 70kg giùm em đi em chốt. Beo tím 70kg bình luận vậy đi em chốt nha. Không chốt xin. Không có số ký em không có chốt được. Không có số ký em chốt tầm 7 mấy chị mặc không vừa đâu nha. Chốt bình luận giùm em beo tím 70kg. Beo tím 70kg chốt bình luận giùm em nha các chị. 160.000 đang bán cho mấy chị giá tương tác có 101 à. Em ok chị Phương Võ nè. Rồi chị gái nào chốt beo tím bình luận giùm em nha, 70kg giùm em. Bảy chục ký nha mấy chị, bình luận giùm em 70kg. 70kg nha, chốt bình luận da ký giùm em. Rồi 60kg màu tím nha, 160 em bán giá 101 nhưng mà 150 chưa lên em mới chốt. Chị gái nào chốt thì bình luận giùm em. Cứ mua 150 là em bán, còn mua 50, 60, 70 ngàn, 100 ngàn đổ lại em không có đi đơn, không có chốt nha. Rồi chị gái nào chốt bình luận em. 50, 60kg chị gái nào chốt bình luận nha. Tím số 2. Tím số 2 nha, 110 ngàn là giá xả nha các chị. Giá xỉ đó tới là 130 ngàn ha. Chị mua 50-55kg thì cái size 50-55kg thì chị Tuyền chốt ha. Em có đọc size từng bộ đó chị. Rồi màu tím giùm em nha các chị. Tím 65kg mặc vừa tím. Mình vừa size nào thì mình chốt size đó. Đừng chốt tùm lum mặc không được ha. Màu tím giùm em 60-65kg mặc vừa tím giùm em. Bao đẹp luôn. Tím nha các chị. Tím 200. Rồi chị gái nào chốt cái này đẹp quá. Ok chị Tí Hanh. Beo chị gái nào chốt beo bình luận 200 nha mấy chị. Tím nha. Tím 60-65kg mặc vừa tím. Chị Khanh lát mua thêm nha chị. 150 em mới đi nha. Rồi tím 3. Chị gái nào chốt tím 3 để giùm em. Tím 3 65kg mặc vừa. Xả 110.000 tím 3. Tím 3 nha. Chốt bình luận giá luôn. Chị Khanh có mua nữa không chị ơi? Nếu mà không mua nữa thì em để cho chị Ngọc Hà luôn cho đủ đơn nha. Chị Khanh có chốt nữa không? Nếu không chốt thì em để cho Ngọc Hà. Chị Ngọc Hà để em hỏi chị Khanh nha. Chị Khanh giờ nào không lấy thì em để cho chị Ngọc Hà nha chị. Để cho đủ đơn ha. Rồi em đang mặc tím 3, chốt bình luận em tím 3. Rồi chị nào đủ đơn thì em chốt nha, còn không đủ thì em bỏ qua. Rồi chị gái nào chốt bình luận tím 3. Tím 3 65kg giùm em. Tím 3 nha, gái đẹp nào chốt bình luận em tím 3. Rồi màu đỏ giùm em nha các chị. 50-55kg đỏ giùm em 160.000. Ok nha chị Chí Khanh. 50-55kg mặt vừa đỏ. Đỏ giùm em nha. 160.000 em xả 130 đỏ giùm em. Màu đỏ này là vải cao cấp luôn á mấy chị gái nha. Vải tơ hoa em. Xả 130.000 đỏ giùm em luôn.
từ 50-55kg nha. 50-55kg mặt ngừa màu đỏ giùm em, bao xinh bao xịn. Dạ 60kg đây chị, 60kg màu nâu nha, nâu đó. 60kg 230 đang sale 190, 60kg nè. 60kg nâu đất nha, chốt về bình luận giùm em. 190.000. 190, còn tím này là 260kg có size chị bóc qua chị lấy thì nói giùm em. Chị lấy thì nói giùm em, bình luận giá là em lấy. Dạ có 75kg chị. Rồi chị gái nào chốt bình luận nha. 70kg, 60kg, 50kg màu tím 200. Kể cả 40kg luôn. Rồi chị gái nào chốt cái này là đang sale 130. Đây chị 75kg em có size nha, 80kg em có size. Rồi màu này là kêu màu 2 giùm em ha, màu 2 giùm em. Size em có size từ 50kg đến 80kg màu 2. 201 xả, 170.000 màu 2 nha, chị gái nào chốt bình luận màu 2 giùm em. Kèm ký nha. Kèm ký kèm màu giùm em đó. Màu 2 giùm em, đang xả 170. Đẹp lắm, cái mẫu này bao sang, màu 2 giùm em ha, xả 170. Beo tím giùm em nha, 160 xả 110. Chị Ni cho em xuất cái hội đi chị, 190 cho em xuất cái hội luôn đi chị gái. Cái này 70kg nha, 70kg giùm em. Sale 160 nha, beo xả 110. Chị Ni chốt vui lòng có số điện thoại giùm em đi chị. Chốt hàng qua mạng có số điện thoại giùm em mới chốt hàng được hen. Bầu em mặc là màu 2 giùm em. Màu 2 nha, chốt bình luận giùm em. Size từ 50kg đến 80kg mặc vừa. Chị Ni chốt thì cho số điện thoại mới chốt được hàng. Em đang mặc là màu 2 nha, size này em có size 80kg luôn. Chị gái nào chốt thì bình luận. Màu 2 nha, chốt về bình luận giùm em. Rồi ok chị Ni nha chị gái. Rồi đỏ giùm em 200 nha. Em có size từ 40kg đến 70kg đỏ 200. 40 đến 70kg nha, đỏ 200 giùm em. Chị gái nào chốt bình luận đỏ 200. Em ok chị bé 2. Xem 170 á nha chị, rất là đẹp luôn. Đẹp lắm, xem 170. Rồi em ok chị bé 2 nha, màu 2 giùm em. Sale 170 giùm em. Em ok chị lũ nha chị, 170. Các chị mua cho em cái giá tiền. Chị Ngọc Minh đây, đỏ đó là 55kg nha chị gái. Chị Ngọc Minh mua cố gắng giùm em nha, cố gắng giùm em. Chị gái nào mua giùm em là 150 trên lên bên em chốt nha cho các chị. Em ok chị Lũ nha. Chị Ngọc Minh em ok nha chị, 130.000. Bên em xả hàng nhiều lắm, mấy chị mua giùm em ha. Mua giùm em 70kg, à quên xin lỗi, 150 trên lên. Chị Ngọc Minh em ok, chị gái đẹp nghe. Rồi bộ em mặc là 200.000, chị gái nào chốt được được 200 giùm em nha, size từ 40kg đến 70kg vừa. Cái này em sót lại, chị gái là chốt bình luận tím nha. Tím 70-75kg giùm em nha, 160.000. Còn có vài bộ em bán cho mấy chị giá tương tác 101 đầu like nãy giờ ha. 101 70kg màu tím, 70-75kg tím giùm em luôn. Đang xả nên là giá nó rẻ lắm các chị. Chốt cái gì
gì thì bình luận đi nha. Bình luận giùm em biết em like chị gái ha. Màu tím này 70 hơn 70 hơn 70 kg được. Rồi màu môn giùm em. 230 xả 190 nha các chị. 65 kg màu môn. Màu môn nha, đẹp quá. Ok Ngọc Thân nha. 230 em xả 190 65 kg giùm em nè, đẹp quá trời màu môn. Màu môn nha, gái đẹp nào chốt bình luận giùm em. Chị gái nói chốt màu môn, để màu môn giùm em ha, đẹp. Rồi chị gái đẹp nào chốt này tím 3 giùm em nha. Mẫu này 160.000, bán 101 luôn. Tím 3. Chị gái nào chốt màu môn thì 65kg nha, đẹp. Rồi tím giùm em, tím 3 giùm em nha, 65kg mặc vừa em xả 101 luôn. Cái này đó tới 160.000 nha. Em xả 101 giùm em, tím 3 nha các chị. Tím 3 chị gái nào chốt bình luận tím 3. Tím 3 nha, chốt thì bình luận giùm em nha các chị. 70kg màu lá giùm em. Màu lá giùm em nha. 220 em xả cho mấy chị 160.000 màu lá 70kg luôn. Lá 70kg. 220 em xả. Đẹp lắm, mấy cái mẫu này là bao xịn luôn, xả có 160.000 à. Chị gái nào thấy được em bình luận tiếp em đi các chị, tiếp em bình luận đi. Đẹp lắm, màu lá giùm em nha. Thấy được em thì cho em cái bình luận để biết em like mấy chị gái ha, chứ em ru em không có lên được. Em ru là em không biết like cái gì luôn. Màu vàng 65kg mặt vừa đẹp nè, màu vàng. Màu vàng giùm em nha. Thấy được chấm bài tương tác giùm em đi các chị. Tại vì nó bị ẩn bình luận nên em mới xin hoài như vậy ha. Màu vàng 65kg mặc vừa giùm em nha. 165.000 giùm em luôn. Màu vàng 165.000, 65kg luôn. Chỉ cần thấy được em cho em cái bình luận là em chốt hàng nha. Cho em cái bình luận đếm lên nhiều mẫu cho các chị. Đẹp lắm. Không thấy em không có bình luận, không có like được đó các chị nha. Cho em xin cái bình luận giùm em. Đẹp quá trời. Màu vàng 165 nha. Còn thấy em không mấy chị gái ơi? Thấy em thì cho em cái bình luận đi. Dạ nếu mẫu 52kg em đọc 60kg là vừa nha chị. Chứ không có cái nào mà vừa khách 60kg hết. Ví dụ như 52kg là em đọc 60kg đổ lại mặt vừa. Chứ không có cái nào mà em đọc 52kg đâu ha. Rồi đẹp quá trời, 65kg mặc vừa giùm em luôn. 65kg nha các chị. Mẫu này đẹp lắm, màu vàng 65kg giùm em nè. Dạ em cảm ơn chị Văn Tý nha. Đẹp lắm. Chị gái nào chốt bình luận giùm em. Cái nào em cũng có sai chưa? Em đọc kỹ lắm. Chốt thì bình luận giùm em. Em không có ống rộng, chừng nào có thì em la lên ha. Còn hiện tại em không có ống rộng. Em có cái gì em bán cái đó thôi. Chị gái nào chốt số 1 bình luận giùm em. Số 1 nha, số 1 giùm em. 50kg đủ lại mặt vừa, 230 nha. 230 nhưng mà em còn xe nhỏ à. Xả 160.000. Eo 70 là vô tư nha các chị. Eo 70 là đẹp luôn nha. Eo 70 là mặt bao đẹp á. Chốt bình luận giùm em. Màu đen nha. Mẫu này là hàng xịn lắm luôn, mà đẹp dữ lắm luôn. Chị gái nào mình eo 70 là mình mặc đẹp luôn nha các chị. Xe 160.000 là xả hàng cho mấy chị giá cực kỳ là rẻ luôn nha. Đẹp lắm. Em cũng không biết lên cái gì cho mấy chị vừa lòng nữa ha. Lên cái nào mấy chị cũng không bình luận, em không biết lên cái gì luôn. 40kg, 50kg, 60kg, 70kg, 80kg em vẫn có hàng, em vẫn lên cho mấy chị đầy đủ ha. Chốt cái gì thì bình luận em mới biết. Có thấy được em thì cho em cái bình luận đi các chị. Chứ coi mà ngồi em ru mà không có coi được gì em like đâu nha. La
like, phải thấy em thấy mấy chị em mới like được. Like mà mấy chị không có bình luận lên em khó like ghê luôn, không biết like gì luôn. Rồi số 1 màu tím. Dạ chị Tí em lên 75-80kg rồi đó chị. Rồi màu tím giùm em nha. 75-80kg em lên rồi đó. Màu tím giùm em nha, số 1 giùm em. Cái này là 230 nha. Em còn có vài bộ em xả luôn 170 nè. Xả luôn 170 nha. 50kg, 52kg mặc vừa tím. Tím đậm luôn. Em lên size nãy giờ là từ 50kg đến 40kg đến 80kg luôn. Rồi chị gái nào chốt tím này 50-52kg mặt đẹp nè. Cái này là 230 nha. Xả 170.000 tại có xe nhỏ xe 1 thôi. Cái đẹp nào chốt cái mẫu này là bao xịn giùm em luôn. Bao dễ thương luôn. Màu vàng nha, màu vàng này 75kg nè. Màu vàng này 75kg em xả cho mấy chị 200, em còn có bộ em xả cho 130. 75kg màu vàng, chị gái nào mua cái mẫu này là bao xịn nha. 130.000, 200.000 xả 130.000 màu vàng. Màu vàng giùm em nha, đẹp quá trời. 57kg thì chị nghe cái nào mà 60kg là vừa ha. 57kg mà chị nghe cái nào 60kg là vừa. Chị nào bán báo lẻ mày không có quần. Ở 52kg mà em lên 52kg thì chẳng lấy. Rồi chị gái nào chốt bình luận nha, 52kg nha, chị gái nào chốt bình luận em. Mấy chị chốt cái gì em không hiểu cái gì luôn. Hỏi mà em lên là mấy chị không trả lời cho vốn, không biết đường lấy gì luôn. Nha chị. Cái đó là từ 40kg chưa lên. Rồi cái này 60kg cánh sen 230 em xả có 190 nè. 230 em xả 190 nha. 230 em xả 190, chốt bình luận em. Màu cánh sen nha, 60kg trở lại. Cái bộ màu tím đó là 230 đó, em xả có 170.000 đó. Chốt thì cho xứng hội. Cánh sen nha, 60kg trở lại giùm em nè. 230 em xả có 190 à. Chốt bình luận nha, cánh sen 60kg đổ lại. Màu đen này 40-50kg màu đen. Mẹ ơi nhất cái này nó không cứng xui xui. 40kg đến 50kg màu đen nè. 230 nha, em trả xả có 160 à. 230 em xả 160 màu đen. Xả màu đen 160 nha. 1 tỷ tao cũng bán đi ra. Lại màu tím, quần màu tím chị. Mẹ ơi. Màu đen giùm em nha, 40-50kg em xả 160.000, 230 xả 160. Màu tím là quần màu tím nha chị, quần đồ màu gì quần màu đó ha. Chốt bình luận nha, tím quần giùm em, tím quần dài, cái bộ này không đẹp không lấy tiền, 230.000 á, mà em đang xả cho mấy chị ha, 40kg, 50kg, hơn 50kg, chốt mặt đẹp, tím đậm, bao xịn luôn, mẫu này là hàng cao cấp bên em ha. Đó, chị gái nào chốt bình luận nha, tím đậm. Trời ơi đẹp, dễ sợ đẹp luôn mấy chị, màu tím nha.
chị gái nào chốt bình luận cánh sen 60kg trở lại cánh sen nha, xả 190. Ký đến 50kg nha, màu hồng giùm em, 40-50kg màu hồng, 40-50kg đổ lại nha, màu hồng em đang sale 190, size 1, 40kg-50kg nha, 40-50kg giùm em, xả 190.000, size 40-50kg nha các chị. Rồi tím giùm em 65kg mặt vừa, 65kg màu tím nha. 65kg màu tím giùm em, 160 em xả 101 nè. 160 xả 101. Chị gái nào chốt bình luận nha. 160 em xả 101 màu tím. Thôi lại xả bộ đồ 70.000. Rồi bộ đồ 70.000 này em xả thôi nha. Chị gái nào chốt bình luận đủ đơn em lấy cho nè. Cái này 140 nha, xả 70.000, 50-52kg mặt vừa sọc. Chị gái nào mua không đủ đơn em bỏ ra nha, để chốt cho khách nào đủ đơn em chùm bán nha mấy chị. Sọc chùm em nha, xả 70.000. Mấy chị chốt mà mua 70.000 rồi mấy chị không có chốt nữa, bên em không đi đơn được, xả nha. Rồi cái này 140, em xả 70.000 luôn. Xả 70 nha, chốt bình luận giùm em. Bộ này em tặng không đồng nha mấy chị ha, tặng không đồng giùm em. Dạ, mừng đời, đừng chốt hoài luôn chị Tuyền, nãy giờ 8 lần chị chốt bộ này rồi đó, đừng chốt nữa nghe, không đi đơn được. Em chốt cho chị xong em bỏ ra rồi chị chốt tiếp, em bỏ ra rồi chị chốt nữa, không bán nữa nha chị. Vì không có 70.000 bên em không có đi đơn. Của chị bỏ ra chứ có ai mà chốt nữa. Màu xanh này em tặng không đồng nha các chị, tặng không đồng giùm em. 75.000 tặng không đồng nha, xanh. Em tặng không đồng nha. 60kg mặt vừa. Bên em là chốt đơn 150 cho lên nha. 70.000 bên em không có đi đơn nên em xả đó. Rồi chị gái nào chốt bộ này tặng không đồng nha chị gái ha. Tặng lấy tương tác giùm em. Quần lửng giùm em nha, quần lửng. Chị Ngọc Lan ơi, chị có chốt nữa không? Chốt nữa mới bán chứ một 70.000 em cũng không chốt được. Em nói thiệt mấy chị thông cảm, mua mà không đi đơn được cũng không bán được đâu nha. Với lại xúc chốt hàng không có xuống điện thoại bên em cũng không đi chốt được hàng luôn. 65kg 160.000 nha. Bán xả lợi cho mấy chị 101 giá tương tác nha. Chị này từ đầu đến cuối luôn nè, mua có 70.000 không chốt em mới xả đó. Nên là mấy chị đừng lấy nữa, 70.000 bên em không có đi đơn. Rồi cái này 65kg mặt vừa ha. Chị đâu có đơn rồi thì mình chốt còn chưa có được lấy. 65kg mặt vừa 160 em bán 101 nè. 161 xả 101 nha, tím beo. Màu tím với beo luôn. Tím với beo nha, chốt thì bình luận em. Em chào 101 chị nha, không có một cái bình luận luôn. 108 chị luôn. Rồi đẹp quá trời mấy chị. Đẹp quá luôn, beo giùm em 70kg beo nha, 160.000 bán gần gần, bán xả thì mấy chị không chốt. Tím beo với là tím sọc. À tím beo với là tím nha, 65kg giùm em. Tím giùm em nha, đẹp quá trời luôn. Tím số 3, beo số 4. Beo là 70kg, tím 65kg nha. Bán 110.000. Dạ em cảm ơn chị Phạm Lộc. Chị gái nào mua đủ đơn thì bên em chốt nha, còn mua không đủ đơn là bên em không có đi đơn. Đơn giản lắm mấy chị. Mua giá rẻ mà mua không đủ đơn bên em cũng không chốt. Không thể nào bán cho mấy chị mà mấy chục ngàn đi đơn đâu. Beo em mặc 70kg. Chị làm lại từ đầu chị có hốt chốt không? Tại em thấy chị hỏi 45kg á. Rồi em trả lời có, chị gái chị hỏi từ 58kg. Gác lên nữa cái hỏi nữa hả?
không biết trả lời nhiều luôn. Chị nào chốt đi lấy chị, chứ hỏi hoài em không biết trả lời cái gì. 170 nha mấy chị. 50-60kg quần bà ba, áo bà ba nè. 170 em xả 100.000. Nhưng chị nào mua đủ đơn thì chốt nha, còn 100.000 mình em cũng không đi đâu. 50-55kg mặt vừa, 170 em xả 100 bộ bà ba nha. Bà ba sọc tím. Bà ba sọc tím nha, đẹp lắm. Bà ba sọc tím cho em xả 100. 170 nha, xả 100. Bà ba sọc tím cho em. Quá trời đẹp luôn. Xả 100 nha, bà ba sọc tím nha các chị. 50-60kg mặt vừa ha. 150 cho lên là bên em chốt hàng. Beo xanh với beo tím giùm em nha, 70kg giùm em. Beo xanh với beo tím nè. Xả 140 nha, beo xanh với beo tím. 160.000 nha, em xả 110.000. Beo tím, beo xanh. Bà ba là 170, xả có 100 bà ba nha. Beo xanh với beo tím nha. Có chị gái nào thấy được bình luận tiếp em mấy chị. Chị Hương em không có beo 60kg. Em đọc beo 70kg là nó chỉ 70kg thôi, chứ không có 60kg. Rồi màu cam 70kg giúp em ha. Cam 70kg hơn 70kg luôn. 220.000, xả 160.000, xả 160 nha. Beo là em có 70kg chứ em không có 60kg. Beo xanh, beo tím. Bông 140, bộ beo xanh. Chị Phạm Lộc có hai size đó khác nhau nha chị. Hai size, cái 3, cái 4 nha chị. Màu cam này 220 em xả luôn 160 lấy hơn lại nha mấy chị. Màu cam. Chị Phạm Lộc ơi, beo xanh là 70kg nha chị. Beo xanh 70kg nha. Màu tím 65kg nha chị. Một bộ beo, một bộ bông. Chị Lộc ơi, beo là 70kg nha chị. Dạ em ok chị. Một beo, một bông. Dạ một bông tím đúng không chị? Đông tím ha. Trời đẹp quá trời mấy chị. 101 nha. 101 giùm em. Bộ em mặc là 160.000. Đẹp quá chị em ơi. Bộ em mặc một màu duy nhất, màu đỏ. Thôi xin lỗi, màu cam nha các chị. Màu cam giùm em ha. Cam. Rồi tím số 3 nha, tím số 3 giùm em. Tím số 3 65kg giùm em nha các chị, tím số 3. Tím số 3 giùm em, 160.000 em xả 101 tím số 3. Tím số 3 nha, chị gái nào chốt bình luận giùm em tím số 3. Chị gái đẹp nào chốt tím số 3 em xả có 101 nha. Rồi tím số 2 nữa nè. Tím số 2 là 60kg nha. Chị gái nào chốt 60kg em có nè. 60kg tím số 2 và tím số 3. Chị gái đẹp nào thì chốt nha. Tím số 2 và tím số 3 em đang xả nha. Chị gái đẹp nào chốt thì bình luận giùm em luôn. Giá xả giá rẻ lắm. 160 xả có 101 à.
cái này là chị Hương Ngọc ơi, chị có chốt cái gì nữa không? Tại vì 70 ngàn hồi nãy giờ mấy chị mua em đều xả hết á. Mua có 70 ngàn bên em không đi đơn em bỏ ra đó chị, có đi nữa chốt nữa thì nói em lấy cho. Rồi cái này là 220 nha. Em xả 150 còn có bộ à. Chị có chốt nữa không chị Hương Ngọc ơi? Tại 70 ngàn nãy giờ em chốt hết khách rồi đó. Nhưng mà con luôn có bộ em xả đó. Có chốt nữa thì bình luận giùm em. Cái này là em xả 150 luôn, 70kg nha, đẹp quá trời. Tay liền mang 70kg nè. Bao xịn bao đẹp luôn. 150 nha, chốt bình luận giùm em. Rồi 60-65kg màu xanh. 60-65kg màu xanh nha, xả 130 ngàn. Cái này là 160 nha, xả 130. Xả 130 giùm em, màu xanh nha. Nha chị, chứ màu xanh chị kia lấy rồi.
đẹp lắm. Dạ chị có nghe điện thoại chưa chị? Chị có nghe điện thoại chưa chị? Tí nếu có nghe là có đi đơn. Dạ số 1 bên em có nhiều chị. Rồi chị gái nó chốt bình luận beo. Beo nha, chốt bình luận giùm em. Dạ anh tiếp số 1 đây chị. Số 1 giùm em. Số 1 là eo mấy chị 70 là vừa nha. Eo 70 là đẹp. Dạ vậy chị tí chờ đợi nha. Chờ đợi nha, đợi nhận nha chị. Lúc này bà dịch đó hơi nhận hơi chậm một chút xíu thôi. Bi hả chị, chút đi em coi có em like nha. Hiện tại nó quá trời em chưa like được luôn. Rồi chị gái nào chốt bình luận em số 1 nè. Số 1 em đang xả nha. Cái này là 230 nhưng mà em còn ít bộ số 1 thôi. Đây em xả 160.000. Mấy chị eo mà 70 là vô tư nha các chị ha. Eo 70 là đẹp luôn á. Eo 6 mấy 70 là mấy chị mặc ok số 1 giùm em luôn. Xem 160 đi em. Cái mẫu này em bán hết rồi mà sao lòi ra ngoài không biết nữa. 65kg màu tím nha. 65kg 160.000 xả 130. Màu tím nha, chốt bình luận em. Cái mẫu em đang mặc số 1 là bao đỉnh luôn á. 65kg tím em xả 130. Dạ đúng rồi đó chị Tý, chị biết sao không? Trời lúc này dịch khó lắm mấy chị. Thậm chí mua đồ ăn mà chờ người ta giao cũng lâu hơn nữa đó. Lâu lắm. Rồi chị gái nào chốt bình luận meo nha. Chị Hồ ơi để số 1 giùm em. Chị để số 1 giùm em nha chị Giáo Hồ nha. Eo 70 là vừa. Chị để số 1 giùm em. Chị Hồ chốt để em để em là số 1 giùm em nha. Eo 70 mới vừa còn eo bự nữa không vừa. Chốt bình luận nha, để chút nữa chị đòi số 2 em không có. Màu tím này em sale nè, 130.000. Rồi em ok chị Giao Hồ. Số 1 là mấy chị 50kg vừa. Màu rêu nha. Eo 50 là, quên lộn, eo 70 là mặc được nha. Số 1 giùm em. 50kg mặc vừa. Em 51kg đó mấy chị, mà mấy chị thấy mặc đơn giản không? Nó rộng thoải mái luôn. Dạ vậy đó hả chị Tí. Dạ ok chị gái đẹp nha. Cảm ơn chị nhiều. Chị Giao Hồ ơi, nếu mà chị vừa size em đang mặc thứ 1 chị chốt đi. Tại vì nó có mấy bộ thôi chứ không có nhiều đâu. Size lớn em bán sạch trơn rồi. Bây giờ em còn mấy bộ size 1 à. Em có màu rêu nè. Màu rêu, màu đỏ, màu cam nha. Em có 3 bộ thôi chứ không có nhiều. Cái này là 230 ha. Em giao xả 160 số 1 giùm em. Đỏ, cam và rêu có 3 bộ thôi ha. Đỏ, cam và rêu. Không đẹp không lấy tiền. Xem 160 nha. Chốt bình luận. Rồi màu tím giùm em nha. Số 1. Cái nào em đọc số 1 là nó chỉ có số 1 thôi nha. Còn cái nào mà em nói màu... cái nào mà em nói sau 50kg đến 80kg hay 70kg là em có sai. Còn cái nào em nói số 1 là nó có số 1 thôi. Dạ 60kg chúc em lên 60kg. Ok chị. Chị Giao Hồ ơi chốt hết đi chị. Có 4 bộ à. Size mà mấy chị biết không? Size 2, size 3, size 4 đưa lên là khách dành hết trơn. Không còn bộ luôn á. Rồi size 1 màu tím em. 50kg là mặc thoải mái nha. Thứ 1 là cái mẫu này là 54kg mặc vừa. Em bán là 50kg nha, tím 170.000 giá sale á. Cái mẫu này nó xịn lắm. Đúng rồi đó Thiên Lý, bao đẹp. Đẹp quá. Trời chị Thiên Lý và chị Tí là ok, màu rêu đẹp lắm. Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Nói chung là cái mẫu này ai cũng khen mà. Mặc lên là nó ôm cái eo mình á. Eo bự vô ông địa nó cũng gọn lại mấy chị gái ha. Rất là đỉnh luôn nè. Mấy chị thấy không? Trời ơi. Giống người mẫu 80 chưa mấy chị. Đẹp lắm mấy chị gái. Màu này đẹp lắm. Màu cam với màu đỏ em số 1 nha. Sale có 160.000. Mặc lên eo dễ lắm luôn mấy chị.
Em đang mặc còn rộng đó nè. 160.000 màu rêu với màu đỏ. Ủa quên lộn, màu cam với màu đỏ nha. Size 1 giùm em. Giá xả là quá trời dễ thương luôn á. Bao dễ thương luôn. Rầu 70kg đó, 70 hơn 70kg nè mấy chị. Trời ơi, bình luận chia sẻ giùm em đi các chị ơi. Chia sẻ giùm em đi mấy chị gái ơi. Đẹp quá, 70-72kg. Màu cánh sen. Sale 1, 70.000. Cái này 220, sale 170. Em chào 116 chị nha, không có bình luận luôn. 116 chị bình luận giùm em đi mấy chị gái ơi. Dạ em cảm ơn chị Tý nha, cánh sen giùm em 170.000. Màu cam 65kg mặt vừa. Sao ở quên. Màu vàng mấy chị ơi, viết là đọc khùng không biết đường luôn. Dạ ok chị Ánh. Rồi cái này màu vàng 65kg giùm em nha các chị. Màu vàng 65kg 190 là giá sale. Ok chị Ánh Tuyết nha. Mấy cái này đẹp lắm mà mấy chị không chốt uổng. 70-72kg mặt bằng cánh sen nha, sale 170 mấy chị. Em còn có một bộ đỏ nè. Số 1 giùm em luôn. Chị gái nào thích mẫu này thì mình chốt ngay và luôn cho mình đi ha. Đẹp lắm. Dạ em chào chị Hoa. Em chào 112 chị. Mấy chị ơi bình luận chơi đi. Lúc này nó mất tương tác nhiều lắm. Bình luận đi lấy tương tác thôi mấy chị gái. Màu đỏ giùm em ha. Bao xịn luôn. Đây. Dáng mình nó tạo dáng có eo ha. Đẹp xuất sắc luôn. Đẹp quá trời luôn mấy chị ơi. Chị Hoa ơi, bao vừa đó chị. Bao vừa nha, màu sen nó đẹp lắm á. Có chốt thì bình luận giùm em nha chị Hoa. Đây màu vàng giùm em. Đẹp quá trời mấy chị gái. Hello má nha. Đây nha. Dạ em cảm ơn chị Phạm Lộc. Vải mặt mát lắm. Cảm ơn chị. Dạ em cảm ơn chị Tý nha. Rồi quần giùm em là 65kg màu vàng. 65kg màu vàng nha. Đẹp quá trời luôn. Nay không gọi cho bên. Rồi đẹp quá mấy chị. Màu vàng 65kg giùm em ha. 65kg giùm em nè. Xe 190. Cánh sen nó 70-72kg. Mặt là bao xịn luôn. Bao rẻ luôn. Gửi em bộ sen. Dạ em cô ok chị Hoa. Chị gái nào số 1 nè. Số 1 giùm em nha. Số 1 cái này ở sau có thêu nè. Mà số 1 size này nó nhỏ. Size này là nó ôm hơn. Chị gái nào chốt tầm mà. Đây là em 51kg nè ha. Nhưng mà mấy chị chốt tầm 47-48kg mấy chị mặc sẽ đẹp. Em 51kg. Màu tím giùm em. 220 là có thêu quân sau nha. Xả cho mấy chị 150. 150 giùm em nha. Chị Dung Ngoại, Dung Ngoại bình luận giùm em giá đi chị. Dung Ngoại bình luận 190 giùm em đi. Chị Hoa ơi, của chị Hoa là 170 nha chị yêu. Chị Dung Ngoại, Ngoại là 190 nha chị gái đẹp ơi. Bình luận giá giùm em ha. Đây mấy chị, chốt bình luận giùm em. Em 51kg nha, nhưng mà cái eo em thì nó nhỏ. Eo này mấy chị tầm 70 trở lại được nha. Eo em có 65-66 thôi. Chị gái nào chốt bình luận nha. Chị gái nào chốt bình luận giùm em. Chị gái nào mà eo nhỏ nhỏ mặc mấy cái mẫu này à. Bao xịn luôn. Giá 190.000 nha mấy chị.
tím C1 nha, tím giùm em. Dạ em ok ngoại nha, ngoại. Màu cam 60kg mặt vừa, chị gái nó chốt cam bình luận 60kg, 62kg mặt vừa luôn. Xả 190 cam nha các chị. Đẹp quá trời mấy chị. Màu cam giùm em. Màu cam 190 giùm em nghe. Bộ xanh cam nói gì chị? Rồi chị gái nó chốt màu cam 90 60kg mặt vừa 190.000 cam. Mình chốt cái gì mà bình luận giùm em để biết đường lên mấy chị gái ha. Chứ mấy chị em ru em không biết được like đâu. Số 1 màu hồng da 50kg mặt bao vừa 170.000 thôi. Số 1 xả 170 thôi ha. Màu hồng da giùm em nè. Chị Tuyền ơi, chị chốt bình luận giá giùm em đi chị gái. Cam thì bình luận giùm em 190 nè chị. Cho em giá đi mấy chị gái ơi. Màu tím C1 quá hả? Màu tím C1 đó là size bé nha. Em đang xả 150 tím đây liền. Chị Tuyền ơi, bình luận giá em 190 nè chị gái. Mấy chị chốt hàng mấy chị cho em giá nha. Chị gái nào chốt màu C1 màu da này nè. 50kg là mặt bao đẹp ha. Xả 170.000. Số 2 em xả 190. Dạ em ok chị Tuyền. Mấy chị mua gì mấy chị bình luận cho em để em biết mấy chị chốt cái gì nghe mấy chị gái ha. Rồi màu vàng 65kg mặt vừa em nha. 190 màu vàng. Màu vàng 65kg này em xả có 190.000 thôi. Dạ sách nách đó là xây 1 quá chị. Em xả 150 nha. Sách nách đó xây nhỏ em xả có 150. Rồi cái này 65kg mặt vùi em nha. Đẹp quá trời luôn á các chị. Xả 190 nha. 65kg vàng. Cánh sen 60kg giùm em nha, 190.000. Cánh sen nha, 60kg giùm em. Cánh sen. Dạ chị ghi vỏ bao nhiêu ký, chị quan trọng là bao nhiêu ký em mới còn ha. Xe nhỏ thì em còn. Cánh sen 60kg chị gái nó chốt và lượng em 60kg giùm em cánh sen nha. Xả 190. Quan trọng là chị bao nhiêu ký em mới có hàng nha. Rồi màu rêu đậm giùm em 60kg nè. Mẫu này là bao xịn luôn. Chị ghi vỏ ơi, bình luận cái gì mà tự nhiên 70kg vậy chị? À 60kg vậy. Sắc nách nó 4 mấy ký vừa. Dạ có nha chị Nghĩa Phạm, 70kg bên em nhiều lắm. Rồi đẹp quá trời. Màu rêu đậm nha. 190.000, 60kg mặt vừa. Rêu đậm giùm em. Chị Kim ơi, 60kg nha chị. Nếu chị em mình chưa nghe ký cho em số ký nha. Cho em số ký đi hả, vừa em chốt chứ không sợ không vừa mất công mấy chị ấy ha. Chị đi bỏ mua gì cho giá em, giá tiền vô. Số điện thoại em, số ký luôn. Ghi giùm em 190.000, 60kg luôn nha chị. Chị đi bỏ bình luận kỹ giùm em đi, nó khỏi mất công lộn ha. Bình luận giùm em 60kg nha chị. Mấy chị mua bao nhiêu ký bình luận ký giùm em. Hả vừa thì chốt, không vừa em không chốt. Màu đen giùm em. Màu đen nha, 60kg em xem 190. 60kg nha, chị gái nào chốt bình luận. Dạ chị ghi bỏ ơi, cái này là 60kg 190.000 màu rêu. Nếu chốt đúng như vậy em mới chốt được, 150 không có hàng. Ok chị bỏ nha. Em ok chị Kim Thi. Kim Thi ok nha.
Còn chị Nghi bỏ không có nha. Dạ bên em không có hàng 90 kg. Cho mẹ lên nước uống thôi. Rồi chị gắn hồng một chút màu đen 60 kg, mặc vừa 70 kg em vẫn có mẫu nha các chị. 70 kg em có mẫu khác. Bé của mẹ hả? Còn không? Còn chị Nghi bỏ em hết. Không bé không? Ủa? Cái này là màu đen 60 kg, màu riêu em hết. Dạ chị. Chị Lê đợi em chút nha, 65 kg đợi em chút. 65 kg em có màu vàng rồi chị. 65 kg em có màu vàng nè, 190 nè chị Lê ơi. Chị Lê có chốt không? Mẫn Lê có chốt và lượng em 190 vàng 65 kg nha. Chị Mẫn Lê có chốt và lượng em vàng nha, đẹp lắm. Chị Mẫn Lê có chốt thì bình luận giùm em nha. 65 kg vàng. Chốt cái gì bình luận giá em mới chốt được. Màu đen 60 kg có 190 thôi, tăng giá xả. Rồi cái mẫu này đẹp mấy chị gái ơi. Cái mẫu này em chưa có sale hàng nè, em còn đang hàng trên kệ em nè. Đây là 230. Dạ bên em không có ống rộng chị. Lâu lắm mới có bộ ống rộng thôi ha. Cái này đang giá 230 nha. Mà em còn được có ống bộ, có ống bộ xe nhỏ này em xả nè. 190.000 em. Cánh sen 60 kg. Mẫu này không đẹp không lấy tiền. Cánh sen số 2. Chị gái nói chốt cái gì bình luận giùm em ha. Cái gì mà còn không chị? Bộ giá bao nhiêu? 65 kg/m, màu đỏ. Đây chị, bình luận giùm em đem chốt nha, 200 giùm em. Chị Mẫn Lê màu đỏ 200 nha. Chốt giùm em. Giá vô em mới chốt được nha, 200. Kèm ký kèm giá giùm em luôn, 200 một bộ màu đỏ. Chốt thì bình luận. Màu cánh sen em mặc nha, 60 kg mặc vừa. 190.000 phải bình luận giá mới chốt nha. Chị ghi vỏ bình luận 190 đi em chốt chị. Màu đỏ 200 nha, chốt bình luận đỏ 200 em mới chốt. Chị Hiểu Phạm ơi, không có cho giá em biết chị chốt cái mẫu gì chị gái. Bên em hàng rất là nhiều. Hãy cho giá nha. Dạ chị Hiểu Phạm, bây giờ bên em không có gọi giờ này đâu chị. Nửa đêm mà không có gọi mấy. Chị ghi bỏ em ok nha. Có mua thì bên em ngày mai mới chốt chứ không có chốt tối này. Chị có mua thì chốt chứ bây giờ em không có gọi đâu. Chị gái nói chốt đỏ 200 bình luận em. Số 1 giùm em nha, 50 kg mặc vừa sale 170 màu vàng. Số 1 giùm em nha, sale 170 nè. Em đang mặc là màu hồng nha mấy chị gái, 60 kg mặc vừa màu hồng. Màu hồng đẹp lắm. Màu vàng 170 nè.
một số 1 nha. Cái số 2 là xe 190 nha các chị. Số 2 là em xe 190 nha. Số 1 50 kg em sạc xe 170. Rồi màu rêu 70 kg nha. 70 kg em đang xe 160 nha. Màu rêu. Giá rồi chốt màu vàng rồi số 1 cho em nè. Số 1 xả có 170 nè. Màu rêu 70 kg em xả có 160 nè. Vậy thì kim chốt màu gì khác đẹp lắm chị. Màu rêu 70 kg nha. Xe 160 nè. Các chị chốt cái gì, muốn chốt cái gì bình luận giùm em lên ha. Thích chốt cái gì bình luận em like cho mấy chị. Ôi ôi màu tím này đẹp quá trời. 70 kg tím nha mấy chị ơi. Đẹp quá trời đẹp luôn. 70 kg màu tím giùm em nè. 70 kg tím nha. Xả cho mấy chị 160.000 luôn. Giá bao bao đẹp luôn. 70 kg tím. Màu lá 70 kg 160.000 giá sale á. Chị Phạm Lộc bình luận gì á chị? Màu tím bình luận 70 kg em sale 160. Màu tím có xẻ ra chút xíu đây mấy chị, rất là cưng luôn ha. Xẻ đây nè. Màu tím 70 kg em sale có 160 à. Chị Phạm Lộc bình luận gì chị gái? Màu lá giùm em nè. Có 160 thôi ha. Em đang mặc màu tím, chị gái ra chốt bình luận em tím. Chị Phạm Lộc bình luận gì chị gái ơi? Bình luận gì, bình luận kỹ giùm em ha. Lá hay gì chị? Lá hay gì bình luận giùm em. Dạ giờ em đang bán em không coi được mấy bộ chị. Chị mua mấy bộ thì nó có mấy bộ ha. Mua mấy bộ em ok, mấy bộ là em có mấy bộ. Chứ giờ em đang like mà, em đâu coi được mấy bộ. Chị gái nó chốt màu tím này 70 kg này em sale có 160.000. 220 nha, xả 160. Chị gái nó chốt bình luận nha, đẹp lắm. Lúc mà em đang like coi mấy bộ em không coi được đâu. Bông bi chị nào có thì em like chị. Rồi màu rêu số 2 giùm em nha. Rêu số 2 giùm em 200 nha các chị. Mẫu mới chưa like. Màu rêu số 2 giùm em 200 một bộ. Bông bi hiện tại có 60 kg nè. Bi nha, bi giùm em là 60 kg giùm em. Bi tím. Bi tím, bi xanh, bi đỏ. 160.000 bi. Bi tím, bi xanh, bi đỏ giùm em. Hiện tại em không có màu xanh dương. Rồi chị gái nào chốt rêu 200 nha. Đẹp quá đi mấy chị gái ơi. Bi 160 nè. Bi tím, bi xanh, bi đỏ giùm em. Em đang mặc là 60 kg mặc vừa đó. 160.000 bi. Màu rêu em đang mặc là 200 nha. Chị gái nào chốt bình luận 50-70 kg em có size 200. Bộ thì em có nha, chứ áo thì em không có. Em đang lay bộ á, chứ không phải áo. Chị Nghĩa Phạm ha. Chị có mua thì ok, chứ em không có áo bây giờ, em đang lay đồ bộ á. Dạ 80 kg em có chị. Này,
Rồi màu cánh sen số 2 giùm em nha, sen 190. Cánh sen số 2 sen 190. Dạ em không có tay ngắn. Rồi màu cánh sen nha, chốt bình luận giùm em. Size 2 sen 190. Cánh sen nha mấy chị. Em có 80kg nhưng mà không biết là chị có thích mẫu không. Quỳnh Vũ ha. Rồi cánh sen thì em sale 190 á. Chị Nghĩa Phạm ơi, mẫu gì cũng được hay sao chị gái ơi? Mẫu gì cũng được hay gì để em biết lấy. Mẫu nào cũng được phải không chị? Màu đỏ, màu kem. Nếu mà mẫu nào cũng được thì em mới lấy được. Còn nếu mà chị chọn thì chị phải chọn trên like ha. Chị em không biết chị mua gì đâu. Chị có chốt thì ok mà em nha chị Nghĩa nha. Như màu đỏ này em đang sale 200 nè, 70kg nè, chốt bình luận. Chốt trước từ bộ 1 để em lấy hàng cho. Chứ còn chị mua một lúc như vậy em không biết chị lấy cái gì đâu. Chị mua không vừa ý size, không vừa ý mẫu mấy chị sao chị chịu được. Chị Nghĩa Phạm có chốt thì ok mà em màu đỏ trước đi em lấy cho. Chị gái nào chốt đỏ 70kg sale 200 nè, chốt thì bình luận. Đỏ sale 200 nha, đỏ 70kg sale 200. Chị có chốt thì bình luận nha, đỏ sale 200. Cây đậu. Rồi màu cam em sale 170 nha, 220 sale 170 màu cam 70kg, chị gái nào chốt thì bình luận giá em. Đỏ em đang sale 200 nha. Bộ màu cam em sale 170. Màu cam em sale 170. 70kg vừa màu cam. Chị chốt mà em hỏi chị có trả lời đâu mà em lấy cho chị ha chị. Chốt mà không trả lời cho biết buồn chốt. Màu nâu 65kg giùm em nha, 160 xả 101 luôn. Màu nâu 160 xả 101 nha. Màu cam 70kg em xả 170. Đồ ăn để trên bàn nha mẹ. Ăn gì ạ? Xôi với lại gà nướng. Màu nâu 65kg xả 101. Chị hỏi đi. Chị gái nào chốt nâu này đẹp lắm. 70kg nha. Dạ. Yeah. Chị sao ai đi được ra ngoài chưa? Màu đỏ 65kg mặc vừa, màu đỏ tay liền nha em. Mở đèn ngoài cổng. Màu đỏ tay liền nha, sale 130 đỏ. Ý trời ơi, làm từ từ thôi bay. 65kg màu đỏ nha Sam, xả 130 giùm em luôn. Màu đỏ nha, 130.000 tay liền. Xả 130 tay liền màu đỏ, màu cam. Ok chị Lộc nha. Màu cam em xả 130. Phạm Lộc. Màu vàng 60kg nha mấy chị. 165.000 vàng 65 60kg mặt vừa. 60kg nha, màu vàng. Màu vàng em mặc là size 60kg nha. 165.000 vàng.
chị nghĩ tạm là em không có chốt cái gì cho chị nha chị, tại vì em hỏi chị không có trả lời mà chị có chốt ba bộ hoài không có chốt được cho chị đâu ha. Rồi màu đen giùm em, đen số 2, đen số 2 220 nha, xả 170. Màu vàng 165 nha. Dạ ok chị Tuyền nha chị gái. Màu đen này số 2 nha, em đang xả là 170, 60kg trở lại, 220 xả 160. Em ok chị Thị Kim. Ok chị gái nha, chị Thị Kim. Vô nhà nuôi quỷ luôn. Màu vàng này số 2 nha, chị gái nào chốt bình luận đẹp lắm, số 2 giùm em. Bộ 70 nha. Màu tím này size 65kg giùm em ha, 160 xả 130, 65kg tím, 160.000 xả 130. Màu tím, chị gái nào chốt bình luận tím giùm em. Màu 60 em xả 130 tím nha. Một 60 xả 130. Chị gái nào chốt bình luận em để em biết em live tiếp. Màu xanh nha, màu xanh em có size là 70kg nè, 160.000 nha, xả 110 màu xanh. Xả màu xanh nha, đẹp quá trời, 70kg nè em. Alo. 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 Màu xanh em đang mặc là 70kg giùm em nha, xả 101 giùm em. Màu xanh 70kg. Alo. Alo. Dạ nghe. Ủa chị thấy nha, cái bộ là màu đen nó 60kg, nó có màu khác nữa không vậy? Dạ không chị. Có màu đen không hả? Dạ. Tại vì chị không có đặt trên like được, chị không có đọc chữ được, chị thấy có số chị điện có gửi cho chị được không? Dạ được chị tên gì vậy? Mà có một bộ đen rồi nè. Dạ. Nó còn cái đó, nó còn cái số đó, nó còn màu khác không? Dạ không chị, em nói còn có một bộ màu đen là có một bộ đen nha chị. Có bộ em gửi cho chị được không? Dạ được chị. Chị ở Bến Tre. Dạ, chị tên gì chị? Nhưng mà chị bao nhiêu ký chị? Chị 58kg. Rồi chị cho tên Facebook tên gì chị nói em đi. Võ Thị Thị Dung ở Bến Tre, Quận Châu Thành. Từ từ. Địa chỉ ngày mai mới lấy. Võ Thị Thị Dung hả chị? Số điện thoại này phải không chị? Số điện thoại đó đó. Chị ở Quận Châu Thành. Không, để ngày mai em gọi chốt đơn. Thí dụ hồi có bộ nào chị dặn thêm được không? Dạ được chị. Không có, hồi em có bộ nào mà 60kg mà ngắn tay vậy mà màu tối tối thì em dặn em lấy chuyện bộ hay bộ nữa đi. Không có ngắn tay chị ơi. Bây giờ em đang lên tay lỡ rất là đẹp nè. Chị lấy chị lên like coi đi, em đưa lên nền đình cho. Chị có chuyện lại ha. Dạ ok chị, chốt trước bộ. Rồi cảm ơn em. Dạ. Ok chị hai màu xanh. Rồi em đang mặc màu tím nha. Màu tím em mặc là 220, 70kg em sale 160.000 màu tím. Màu tím nha chị gái, nó chốt bình luận.
cam 70kg nè, 220 xe 170 nè cam. Chị đẹp nào chốt cam bình luận giùm em cam. Cam nha, rất là đẹp luôn nè. 70kg màu cam nha, chốt bình luận giùm em. Màu cam nha, chốt bình luận xem 170. Rồi màu đen số 2 giùm em nè, 60kg đủ lại nha, 200. Màu đen em nha, số 2 giùm em. 50-60kg màu đen, 200 màu đen nha, đẹp quá trời. Chị Hải chốt bộ nữa không chị? 150 cho lên bên em đi, chốt nha. Màu tím giùm em nè, 70kg giùm em. 160 xả 110 beo tím 70kg nha. 70kg beo em xả 110. Trăm 60 nha, em xả 110 beo. Chị Hải chốt nữa không chị? Xả hơi xả cho chị chốt đủ đơn nè. Xin chào, xin chào. Rồi cái này 70kg mặc vừa màu xanh, màu bơ bơ mấy chị, đẹp lắm. 165.000 đẹp tuyệt vời. Chị gái nào chốt beo xả 101. Đủ đơn giùm em là em đi đơn nha, 150 chứ lên là bên em sẽ chốt hàng. Mấy chị ơi, khách càng ngày càng đông mà bình luận càng ngày đâu mất tiêu mấy chị gái ơi. 70kg mặc vừa nha, 165.000. 165 chị gái nào chốt bình luận cho em ha, màu xanh. Đi đơn là 250 cho lên là bên em gọi chốt. Màu xanh nha, chị gái nào chốt bình luận cái mẫu này đẹp lắm. 165.000 70kg nè. Chị nào đang thấy được em không? Bình luận tiếp em, đem like tiếp với chị. Màu vàng 65kg mặc vừa nha, xả 190. Màu 90 màu vàng, chị gái đang chốt bình luận xả 190. Màu 90 màu vàng nha, có chốt bình luận em, còn không thì em tắt like em đi ăn cơm nha các chị. Chốt đủ đơn thì chốt giùm em luôn. Em ok chị. Ok chị Hương Ngọc. Số 1 em lên nãy giờ rồi chị Ánh Tuyết. Chốt chị có trả lời đâu mà chốt chị gái. Chị chốt em, chị phải trả lời em ok em mới chốt được. Em đưa cam với đỏ lên chị, em ru mà không chốt mà biết lấy gì cho chị. Đây gì chị Ánh Tuyết số 1 nè, màu hồng da. Một hồng da nha, xả 170, cái này là số 2 xả 190 nha. Số 1 xả 170 nè. Chị nghĩ chị có muốn mua thì chị phải ok mới chốt được chị. Đây nè, màu cam xả 170 nè, 70kg nè. Chị Lê Hải à, chị có nghe điện thoại chưa hả? Có nghe rồi là đi rồi. À em xin lỗi nha. Chị Lê Hải thì chưa bao giờ mua đơn bên em. Nếu mà mua hàng thì số điện thoại nó mới nằm trên đây mới có hàng nha. Còn chưa bao giờ có số điện thoại là bên em chưa bao giờ bán cho chị ha. Chị Lê Hải có thể là nhầm, có thể là nhầm shop nha. Bên em bán hàng là phải có số điện thoại như này nè mới chốt hàng nè. Còn không có số điện thoại này em không biết gửi chỗ nào đâu.
Chị Mười ơi, màu cam này là xả 170 đó chị. Cái này 170 nha. Bình luận giùm em lại. Chị chốt màu cam 160 hả chị vậy? Chị Mười ơi, chốt bình luận lại đi. 160 là cái này nè. Chị Mười chốt cái nào, 170 hay 160? Chốt 160 là tay này ha, còn 170 em mới đưa lên á. Chị Mười chốt cho giá nha, 160 là cái bộ em cầm nè. Rồi chị Nghĩa em chốt cho chị 3 bộ nha, để chốt rồi bên em sẽ gọi cho chị, chứ em cũng không hiểu chị mua gì luôn nữa. Màu cam này 170 nè. Chị Lê Hải, nếu mà chị nói vậy thì để bên em, nếu mà gọi gọi chút lên rồi chị đợi nhận nha. Cái số điện thoại không có em cũng không biết sao nói nữa. Em ok chị Nghĩa Phạm nha. Màu cam màu đỏ nha chị, đỏ là 200 nha. Mỗi bộ mỗi giá nha chị, chứ không phải ba bộ giống giá nha. Chị ok mà em cái đi, chị chốt em hỏi chị em trả lời kỳ quá trời luôn á. Màu xanh nào chị? Màu xanh 165. Chị Mười chốt bình luận 165 nha, tại chị bình luận giá không đúng em không biết. Em ok chị Nghĩa nha. Chị Mười màu xanh bình luận giùm em 165. Mấy chị mà bình luận chặt giá thấy em không biết được. 165 nha chị Mười. Em ok chị Nghĩa Phạm 3 bộ nha chị, 3 giá khác nhau nha. Mà em cái nghe chị. Đây màu xanh. Mẫu mới 200 rồi nha chị. Chị Nghĩa Phạm ok nha, để em chốt nha. Màu xanh 200, đỏ 200 nha chị, cam theo 170 nha chị. Chị còn đó ok giúp em cái nha. Đỏ cam xanh nha chị. Màu vàng 65kg 190 nha. Rồi màu vàng 65kg giùm em luôn. Màu vàng này 65kg nha. Dạ có ship mới tới chị được chị gái. Không ship đâu có đi tới nhà chị gái được ha. Ship mới đi được chị. Rồi đẹp quá trời. Màu vàng 165 giùm em 65kg nha. Có ship thì mới đi đến mấy nhà chị được, không ship sao mà tới được. Đẹp quá trời. Màu vàng 165, 65kg mà em luôn. Chị gái nào chốt cái này tới 200 nè. Em đang xả 130 luôn. 75kg mà em nghe, xả 130. 75kg em xả 130 nè. Bảy mươi lăm ký nha chị gái, rồi chốt bình luận. Bây giờ em tắt máy nha, ship 30 chị. Giờ em đi ăn cơm cái chút xíu, ăn cơm xong em like luôn mấy chị nha, mấy chị đó xem ủng hộ tiếp ha. Chị gái nào chưa đủ đơn chốt tiếp đây. Cái bộ này nó là 70, 75 ký em.
Celine cao cấp nha, 200 nhưng mà em xả 130.000 còn duy nhất một bộ. Mấy chị mặc vừa sẽ đẹp ha. 130 chị gái nào chốt bình luận em. Cái này là tới 200 một bộ, giá sỉ của em là 175.000 nha. Đang xả cho mấy chị. 130.000 một vàng. Chốt thì bình luận giùm em luôn. Khách thì càng ngày càng đông, không cho em đi ăn cơm mấy chị gái ơi. Khách lên hoài luôn mà bình luận thì ít quá trời luôn à. Muốn đi ăn cơm rồi mấy chị lại vô đông. Rồi màu vàng này là em có size nè. Size từ 50kg, 70kg giùm em luôn. 160.000 vàng. Em đang mặc là 65kg giùm em nha. 160.000 một vàng. 160 chị gái này chốt bình luận. Nha. Mấy chị bình luận em chơi đi, 80 khách lận. Phải chị không có khách em tắt máy nãy giờ đi cơm rồi. Em thấy khách cứ vô hoài, em tắt em kỳ quá mấy chị gái. Em tắt em kỳ quá đi mấy chị ơi, bình luận giùm em đi, em khỏi tắt nè. Khỏi ăn cơm luôn nè. Chị nào có muốn chốt thì bình luận em đi, em biết em like tiếp. Tại em thấy khách đông quá em tắt em kỳ quá. Có chốt thì bình luận giùm em để em biết like cho mấy chị gái ha. 65kg màu đỏ em ha, 190.000 là giá sale nè. 190.000 giá sale. Thôi em tắt nha, chút xíu em like tiếp nha các chị. Em ăn cơm xong em like tiếp nha. Ba mấy chị gái nha. Mấy chị nghỉ ngơi chút xíu đi em like tiếp nha mấy chị ơi.